Việc phòng bệnh có vai trò rất quan trọng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm nói chung và chăn nuôi dê nói riêng. Để hạn chế dịch bệnh xảy ra trong quá trình chăn nuôi, người chăn nuôi cần thực hiện tiêm phòng nghiêm ngặt một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho đàn dê và các hộ cần thực hiện theo hướng dẫn sau đây. Vaccine đậu dê là vaccine vô hoạt dạng lỏng, màu hồng nhạt, có chất bổ trợ là keo phèn. Vaccine dùng để tiêm phòng cho dê từ 1 tháng tuổi trở lên theo đường tiêm dưới da hoặc tiêm bắp. Liều lượng sử dụng 1ml một con, tiêm dưới da hoặc tiêm bắp, tiêm 2 lần một năm. Thời điểm tiêm tháng 3 đến tháng 4 và tháng 9, tháng 10 hàng năm. Những chú ý khi sử dụng: chỉ tiêm cho dê từ 1 tháng tuổi trở lên, sát trùng bơm, kim tiêm thật kỹ trước khi tiêm, lắc đều lọ vaccine trước khi sử dụng. Lưu ý, không tiêm vaccine cho dê trong vòng 21 ngày trước khi giết mổ dê. Phòng bệnh viêm ruột hoại tử. Tiêm giải độc tố phòng bệnh viêm ruột hoại tử cho dê. Liều tiêm 2ml một con, tiêm dưới da cổ, mỗi năm tiêm 2 lần vào tháng 3 và tháng 9, sau 2 tuần có miễn dịch. Phòng bệnh tụ huyết trùng. Vaccine tụ huyết trùng dê là vaccine vô hoạt, dạng lỏng, màu vàng nhạt. Liều tiêm 2ml một con cho dê từ 1 tháng tuổi trở lên, tiêm dưới da hoặc tiêm bắp thịt. Tiêm vaccine định kỳ 2 lần một năm để phòng bệnh cho đàn dê, tiêm 2 lần vào tháng 3 và tháng 9. Chú ý, lắc kỹ lọ vaccine trước khi sử dụng và chỉ sử dụng trong ngày. Phòng bệnh lở mồm long móng. Vaccine phòng bệnh lở mồm long móng là vaccine vô hoạt dạng nhũ dầu. Liều tiêm 1ml một con, tiêm sâu vào bắp thịt. Thời gian tiêm, tiêm mũi đầu tiên lúc 4 tháng tuổi, tiêm tăng cường 9 tháng sau mũi tiêm đầu tiên. Tái tiêm, cứ 12 tháng tiêm nhắc lại. Sau 2 tuần có miễn dịch, tiêm nhắc lại tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh của địa phương. Phòng bệnh bằng thuốc. Phòng và trị bệnh ký sinh trùng đường máu cho dê. Dùng thuốc Chypamidium, liều 1mg trên 1kg thể trọng. Pha với nước cất hoặc nước sinh lý, dung dịch natri clo 0,9% thành dung dịch 2-3%, tiêm tĩnh mạch. Thuốc có tác dụng trị bệnh tiêm mao trùng, đồng thời có tác dụng phòng bệnh tiêm mao trùng cho dê trong vòng 1-1,5 tháng. Chú ý tiêm cho dê vào mùa hè, khi côn trùng môi giới truyền bệnh là ruồi trâu và mòng hoạt động mạnh. Thuốc Hemosporidin, liều 0,5mg trên 1kg thể trọng, pha thành dung dịch 1%, tiêm tĩnh mạch để điều trị bệnh lê dạng trùng cho dê, phòng trị bệnh run tròn cho dê. Thuốc Levamison, liều 1ml trên 10kg thể trọng, 6-7mg trên 1kg thể trọng, tiêm bắp thịt. Thuốc Mependazone, liều 15-20mg trên 1kg thể trọng, hòa sữa hoặc nước cho uống. Thuốc Ivermectin, liều 0,2-0,3mg trên 1kg thể trọng, tiêm dưới da. Phòng trị bệnh sán lá gan, sán lá dạ cỏ cho dê, có thể dùng một trong các loại thuốc sau. Thuốc Fasciolid 25, liều 0,04ml trên 1kg thể trọng, tương đương với 1mg hoạt chất trên 1kg thể trọng, tiêm dưới da. Thuốc Dertin, liều 8-9mg trên 1kg thể trọng, cho uống. Thuốc Amperazone, liều 50mg trên 1kg thể trọng, cho uống. Phòng trị bệnh sán dây cho dê. Thuốc Niclosamide, liều 2mg trên 1kg thể trọng, cho uống. Phòng trị bệnh ngoại ký sinh trùng như ve, giận, phun định kỳ 2 tuần một lần cho dê bằng một trong các loại thuốc Albuntox, Amitaz, Han Iodine.